Tiếp theo của đề K3 đấy là cái câu thứ hai, khai triển Maurang đến x mũ 3 với phần dư dạng piano của hàm số fx bằng 2 mũ x bình trừ 3x. Thì thoạt nhìn thì chúng ta thể thấy là cái bài này khá đơn giản, nhưng mà tuy nhiên thì khi mà tính toán thì các bạn thấy là việc tính đàm đến cấp 3 nó nếu không tính cẩn thận thì chúng ta sẽ rất dễ nhầm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có công thức khai triển của hàm số fx đến x mũ 3 theo công thức Maurang với phần dư dạng piano, lúc này nó sẽ là fx bằng f của 0 mà cộng cả f phẩy 0 chia cho 1 giai thừa nhân x, cộng tiếp f 2 phẩy của 0 chia 2 giai thừa nhân x bình, và cộng với f 3 phẩy của 0 mà chia cho 3 giai thừa nhân x mũ 3, và cộng thêm một cái vô cùng bé bậc cao hơn x mũ 3, tức là ô x mũ 3. Thì khi này chúng ta sẽ phải đi tính toán các cái giá trị f của 0, f phẩy của 0 và f 2 phẩy của 0 và cuối cùng là f 3 phẩy của 0. Thì đầu tiên là f của 0 chúng ta tính toán rất là dễ dàng, nó bằng 1. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tính f phẩy và chúng ta thu được cái hàm như này. Và từ đó chúng ta sẽ tính được cái f phẩy của 0, nó bằng trừ 3 len 2. Và đạo hàm tiếp thì chúng ta thu được cái hàm đạo hàm cấp 2 của fx. Và chúng ta thu được cái giá trị f 2 phẩy của 0. Nó bằng 2 len 2 mà cộng với 9 len bình của 2. Thì tiếp đó là ta tính f 3 phẩy. F 3 phẩy thì chúng ta phải tính toán rất là cẩn thận vì việc tính cái giới hạn này rất là dễ nhầm. Thì sau khi tính f 3 phẩy thì chúng ta có thu được cái f 3 phẩy tại cái điểm x của 0. Thế là nó bằng trừ 18 len bình 2 và trừ 27 len mũ 3 của 2. Như vậy thì ta thay vào cái biểu thức khai triển ở trên này thì chúng ta sẽ thu được cái khai triển của hàm số fx đến x mũ 3 với phần dư dạng piano. Thì lúc này nó các bạn thể quan sát thấy trên này lúc này fx nó bằng 1 trừ đi 3 len 2 nhân x và cộng với cả len 2 cộng với cả 9 phần 2 len bình 2 và nhân x bình và trừ đi 3 len bình 2 cộng 9 phần 2 len mũ 3 2 nhân x mũ 3 và cộng thêm một cái vô cùng bé bậc cao hơn 3 nữa.